Music producer Doc VN. Hello anh em, xin chào các anh em làm producer, các nghệ sĩ chơi nhạc cụ, các bạn bên sáng tác. Mình đã hoạt động trong cái lĩnh vực âm nhạc cũng khá lâu rồi, thì mình có một cái mong muốn là chia sẻ kiến thức và chia sẻ những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Thì trong 2 năm vừa rồi mình đã có một cái ý tưởng là mình xây dựng cái website dành riêng cho nghệ sĩ chúng ta, nhất là những anh em đang hoạt động nhưng mà chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với các nghệ sĩ lớn, hoặc là chưa có cơ hội tiếp xúc với những người anh em, những cái đồng nghiệp cùng hoạt động một cái nghệ thuật với mình á. Website này tên là musicproducer.vn. Thì cái website này thì mình mong muốn là tất cả cái anh em, ví dụ như làm bên producer, rất nhiều các bạn trẻ làm những sản phẩm rất là hay, làm những cái sản phẩm rất là đầy tính nghệ thuật và rất là hay, nhưng mà họ không biết sẽ đưa nó đến chỗ nào hết, hoặc là có thể trao đổi với ai, đồng nghiệp, hoặc là đưa tới cho các nghệ sĩ, thì mình thấy uổng quá. Và một số nghệ sĩ nữa chơi nhạc cụ rất là hay, nhiều artist chơi, nhiều nghệ sĩ quấn guitar solo hay lắm, piano rồi bass rồi drum, tất cả đều giỏi hết, mà rất tiếc là họ những cái kiến thức đó của họ không biết là sẽ đưa tới cho ai và để ở đâu. Đôi khi làm xong rồi mình sẽ bỏ một chỗ nào đó trong máy tính, hoặc là coi như quên lãng, thì tôi thấy nó tiếc quá. Thì đây, cái mong muốn của tôi là giống như là cái website musicproducer.vn nó như một cái sân chơi chung của mọi người. Ở bước đầu mình sẽ hướng ứng các bạn, ví dụ như là các bạn bên producer, chúng ta sẽ gửi những cái project, những cái bài mình làm, cái project. Thì cái project này các bạn có thể làm trên các phần mềm khác nhau, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ bằng cách nào? Vừa chia sẻ, ví dụ như là các bạn gửi file, gửi thông tin của cái project đó, rồi xong rồi chúng tôi sẽ kiểm duyệt và kiểm tra. Sau khi đúng tiêu chuẩn và đúng cái tiêu chí của website thì chúng tôi sẽ public lên, thì các bạn có thể chia sẻ ở đâu đó cho các bạn của bạn với cái profile của các bạn riêng ở trên đó. Thì cái mục đích ở đây thì là thay vì các bạn làm và bỏ không ở đó thì nó uổng quá, trong khi đôi khi rất nhiều bạn newbie, nhiều bạn mới họ đang rất cần để tham khảo, để học hỏi. Nếu mà chúng ta có một cái những cái sản phẩm như vậy thì đây là cái nơi mà chúng ta có thể đưa lên và chia sẻ cái sản phẩm đó ở trên này cho nhiều người cùng biết hơn. Rồi đến các cái bạn chơi nhạc cụ nữa chẳng hạn, ví dụ như các bạn ở nhà, các bạn có phần mềm thu âm, các bạn có thể solo một câu ngắn theo tùy thể loại mà các bạn muốn, xong chúng ta cho nó vào một cái folder, xong rồi chúng ta có thể chia sẻ lên. Chia sẻ đây là cái gì? Nó giống như một cái trang chia sẻ âm nhạc, và là một cái trang bán sản phẩm âm nhạc nha các bạn. Có nghĩa là các bạn đưa lên đó cái thông tin, mọi cái thông tin, cái sản phẩm của mình, chi tiết sản phẩm, rồi là cái thông tin của chính bản thân mình, rồi cái địa chỉ liên hệ, hoặc là email liên hệ, hoặc số điện thoại liên hệ. Chúng tôi sẽ bỏ cái thông tin đó của các bạn kèm theo cái sản phẩm của các bạn đưa lên. Thì ví dụ một người nào đó, một producer nào đó, họ đang cần kiếm một câu guitar mà họ không thể đánh được, hoặc thay vì họ đi mời một cái nghệ sĩ ở chỗ khác tới thu, thì nếu vô tình nếu mà họ kiếm đúng cái câu guitar solo đó họ đang cần, thì chắc chắn họ sẽ liên hệ với bạn để mà trao đổi, hoặc là có thể là mua cái sản phẩm đó của bạn. Thì khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp với chúng ta để mà trao đổi cái sản phẩm đó. Đó, rồi tiếp theo, ví dụ như các bạn underground, các bạn trẻ đang còn sáng tác các bạn. Mình thấy nhiều các bạn trẻ sáng tác rất là hay. Cuối cùng thì cũng bỏ đó, hoặc là đưa lên Facebook, hoặc là đưa lên YouTube, và để đó làm của riêng của mình thôi. Thì cái cơ hội tiếp cận với các nghệ sĩ lớn thì cũng bị hạn chế các bạn. Nhiều cái bạn trẻ sáng tác mình thấy rất là hay, rất là chất luôn, nhưng mà không có cái cầu nối,
cầu nối giữa người này người kia, hoặc là cho các nghệ sĩ hoặc là một ai đó để biết đến cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Thì mình ví dụ như bạn sáng tác một bài xong, chúng ta sẽ làm cái demo ngắn, chúng ta up lên YouTube chẳng hạn, hoặc là SoundCloud, chúng ta bỏ một đoạn ngắn, mình nói sơ về cái sản phẩm của mình, xong các bạn có thể gửi cái link đó cho chúng tôi sẽ xem xét và nếu mà đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ public lên cái trang web của chúng tôi. Thì lên trang web này thì sau này chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ marketing hoặc là các chiến lược marketing để mọi người biết đến cái sản phẩm của bạn nhiều hơn, nhất là các nghệ sĩ. Các bạn biết không, bây giờ mình làm cái nghề này rất là lâu năm rồi, có rất nhiều nghệ sĩ ngoài kia họ cũng đang rất cần bài các bạn, rất cần những cái sản phẩm sáng tác mới của các bạn trẻ, nhưng mà đôi khi họ cũng không biết chúng ta đang ở đâu và liên hệ bằng cách nào hết. Thì cái sáng kiến của mình ở đây là mình nghĩ là đây là một cái cầu nối cũng khá thú vị để mà có thể đưa sản phẩm chúng ta tới gần hơn với cái người có nhu cầu. Đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để mà nhằm xây dựng một cái nơi chúng ta có thể giao lưu và có thể bán sản phẩm của chúng ta ở trên website. Cái website này của mình thì mình đã xây dựng nó trong 2 năm rồi và gặp rất nhiều khó khăn các bạn, rất nhiều khó khăn. Mình đã đập đi xe lại rất nhiều lần, cái lần này là lần thứ tư rồi. Nhưng mà nó chưa thật sự hoàn thiện lắm, nhưng mà mình nghĩ thì nếu mà chờ để hoàn thiện thì cũng khá lâu. Thì bây giờ mình chia sẻ và public luôn cho các bạn, thì anh em nào có nhu cầu các bạn có thể gửi email cho chúng tôi kèm theo những cái thông tin. Ok, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi qua cái giao diện của trang web nhé. Ok, các bạn đánh cái tên website là musicproducer.vn. Đây là cái giao diện trang chủ nha các bạn. Ok, đây là những cái cố gắng của chúng tôi trong một thời gian rất là dài. Đó, nó mới được như vậy thôi, thì chưa hoàn thiện lắm, nhưng mà thôi cũng đủ để chạy rồi. Đây là một số cái sản phẩm, nó có các mục ví dụ như là Sona. Các bạn mà làm cái project trên Sona thì các bạn nếu muốn chia sẻ project đó cho một ai khác thì các bạn có thể gửi cho chúng tôi. Thì nó có rất nhiều thể loại, thì cái này sau khi các bạn gửi cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa lên vào đúng cái thể loại. Ví dụ như chill out, nó sẽ nằm trong mục chill out. Thì mình bấm vô, tôi ví dụ đây là một sản phẩm của tôi. Đây các bạn thấy không, đây là mình để cái giá tiền đây. Ví dụ vậy, bạn nào muốn mua hay là có ai muốn mua thì chúng ta có thể thêm vào giỏ hàng và thực hiện thanh toán như các website bán hàng khác thôi. Và ở dưới này mình có một số cái demo cho cái sản phẩm của mình. Các bạn nhớ nha, chúng ta cần làm demo ít nhất để cho cái người khách hàng chúng ta biết là chúng ta bán cái gì và sản phẩm chúng ta như thế nào. Đây, mình ví dụ. Cái demo này thì mình làm cái quay màn hình này á, thì mình làm kỹ, còn các bạn có thể tự quay lên bằng quay màn hình một đoạn ngắn cũng được, hoặc là chúng ta có thể bỏ watermark, bỏ cái voice watermark của chúng ta, riêng của chúng ta vào trong cái clip của chúng ta rồi up lên cái YouTube riêng của chúng ta. Hoặc các bạn nào không có watermark thì chúng tôi sẽ cung cấp cái watermark của trang web cho các bạn, có thể bỏ cái voice watermark vào trong sản phẩm của chúng ta để tránh những cái copy bản quyền nha các bạn. Đó, thì đưa lên đây các bạn vừa có nơi để chơi và có nơi để chia sẻ kiến thức, cũng là một điều thú vị rồi. Cái phần các bạn lúc mà các bạn đưa lên, các bạn sẽ cho chúng tôi thông tin cụ thể, ví dụ như là sản phẩm của bạn là sản phẩm gì, rồi thông tin số điện thoại, địa chỉ email của các bạn, rồi giá của sản phẩm, rồi link của cái sản phẩm. Ví dụ như các bạn đưa lên YouTube của các bạn thì các bạn đưa link YouTube của các bạn, các bạn sẽ gửi vô cái email của chúng tôi nhé. Ok, các bạn cứ gửi hết sản phẩm vô đây. Sau khi các bạn đã thực hiện các bước giống như là đã quay phim demo, hoặc là có một cái MP3 demo ở trên up lên SoundCloud, rồi các bạn đưa link cho chúng tôi sẽ đưa lên đây. Rồi quay lại tiếp.
các bạn tham khảo thêm các mục khác. Ví dụ như đây, trên này có Logic Pro X. Ở trên này thì có đa số hiện bây giờ thì đăng sản phẩm của mình và có một số sản phẩm của các producer khác có gửi cho bên mình. Thì cũng đưa lên. Rồi sau những cái mục DAW template và có Cubase luôn. Và nó được chia ra từng thể loại luôn nha các bạn nha. Rồi, có một mục nữa đó là mục nhạc sĩ và sáng tác. Cái mục này thì là dành cho các bạn nhạc sĩ trẻ sáng tác hoặc bất cứ nhạc sĩ nào chúng ta có sản phẩm, chúng ta có thể đưa lên đây. Chúng tôi sẽ xem xét và đưa lên đây. Ví dụ như có một số sáng tác của những anh em producer và các anh em đã sáng tác trẻ đã đưa lên cho chúng tôi. Tuy là thời gian public khoảng chừng 1-2 tháng nay thôi, nhưng các cái sản phẩm của tôi và anh em cũng có sự quan tâm nhiều lắm các bạn. Mình không nghĩ là cái thế giới producer của chúng ta lại phong phú như vậy. Rất nhiều bạn tìm đến mặc dù mình chưa public, mình chưa thực sự là quảng bá hoặc là marketing cho nó, nhưng mà là rất nhiều người quan tâm lắm. Nhiều bạn mua sản phẩm của mình khá nhiều. Mình cảm thấy rất là vui và mình cũng muốn chia sẻ cái niềm vui này cho đến mọi người cùng chơi. Mình muốn cái sân chơi này là anh em chúng ta cùng đồng nghiệp, chúng ta cùng xây dựng, cùng chia sẻ với nhau. Đây một cái cộng đồng các bạn, cái này không phải trang web riêng của mình muốn xây dựng lên cho một cái cộng đồng, chứ không phải trang web này nói về mình. Nên là về lâu dài thì mình rất mong muốn được sự ủng hộ của các bạn, chúng ta cùng sinh hoạt, cùng chơi và cùng chia sẻ. Sẽ mong muốn là mai mốt nó sẽ lớn mạnh hơn, thì chúng tôi sẽ làm hết sức có thể bằng kinh phí, bằng thời gian, bằng chuyên môn và làm mọi thứ có thể để mà chúng ta có một sân chơi bổ ích và lành mạnh cho cộng đồng producer. Ok, cảm ơn các bạn. Music producer.vn